quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Gây ngỡ ngàng khi tiết lộ bệnh tật trên truyền hình, Harry Won và ba sao Việt giờ thế nào? Không chỉ Harry Won, nhiều sao Việt cũng tiết lộ về bệnh tật trên sóng truyền hình khiến khán giả ngỡ ngàng. Người mẫu Dương Mạc Anh Quân tiết lộ mắc trầm cảm. Dương Mạc Anh Quân là một diễn viên từng được yêu thích trong phim Bộ Tứ 10A8. Anh từng tham gia cuộc thi Việt Nam Next Top Model năm 2013. Dù không giành được ngôi vị quán quân, nhưng anh Quân để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả xem truyền hình. Mới đây khi tham gia cuộc đua kỳ thú 2019, Dương Mạc Anh Quân tiết lộ về căn bệnh trầm cảm mà anh đang mắc phải. Trong chương trình, nam người mẫu cho biết: "Tôi đang đối mặt với căn bệnh trầm cảm. Nó đang giết mòn tôi từng ngày. Tôi cảm thấy cô độc và thu mình lại." Ý thức được sức khỏe của mình, Dương Mạc Anh Quân đã giảm bớt lịch diễn tham gia tập thiền, yoga và các hoạt động xã hội vì cộng đồng khác. Nhờ những hoạt động tích cực vậy, Dương Mạc Anh Quân dần vượt qua được căn bệnh trầm cảm và cảm thấy mình sống có ích hơn cho cộng đồng xã hội. Harry Won vượt qua ung thư để đón nhận hạnh phúc. Trong game show cuộc đua kỳ thú mùa đầu tiên, Harry Won khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi chia sẻ vừa trải qua hai lần phẫu thuật vì ung thư cổ tử cung, khiến khán giả ngỡ ngàng. Theo đó, Harry tâm sự rằng tình cờ phát hiện bệnh ung thư năm 2012 trong lần khám sức khỏe định kỳ. Harry Won phải mất 1 năm để điều trị và hai lần phẫu thuật tại Hàn Quốc. Quá trình điều trị tích cực giúp Harry Won vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. Năm 2017, Harry Won kết hôn với Trấn Thành sau khi chia tay mối tình 9 năm với rapper Tiến Đạt. Trong chương trình Khi đàn ông mang bầu năm 2018, câu chuyện ung thư được Harry Won tiết lộ nhiều hơn. Theo đó, Harry cảm thấy buồn mặc cảm khi chưa thể sinh con. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự động viên và ủng hộ của chồng. Cô đã cảm thấy yên tâm hơn và hy vọng sức khỏe ổn định để đón nhận thêm một em bé xinh xắn. Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống hạnh phúc của Harry, Trấn Thành luôn được nhiều fan theo dõi. Hình ảnh hai người nhận được sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ. Cách đây không lâu, dấy lên tin đồn cặp đôi chuẩn bị kế hoạch thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng về điều này. Tiết lộ bị hỏng một mắt tại ghế không tựa Vân Hugo giờ ra sao? Năm 2016, khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi Vân Hugo tiết lộ tại chương trình Ghế không tựa rằng cô đã bị hỏng một mắt. Theo đó, Vân Hugo mắc bệnh nhược thị. Dù đã phẫu thuật 2 lần, nhưng mắt trái cô ngày càng mờ và không còn cách nào chữa trị. Vân Hugo bật khóc khi chia sẻ, trang điểm thì sẽ long lanh như thường, nhưng thực sự một bên mắt đã hỏng hoàn toàn rồi. Không chỉ thế, Vân Hugo còn cho biết giọng của cô khác nhiều so với trước đây. Cô tiết lộ rằng có nguy cơ mất giọng vĩnh viễn và phải từ bỏ công việc. Vân Hugo kể, cách đây gần 20 năm, cô từng không nói được vì gặp vấn đề về thanh quản. Bà mẹ đơn thân Vân Hugo từng gặp khó khăn về tâm lý khi mắc bệnh. Vượt qua tất cả, hiện Vân Hugo đang có cuộc sống đầy hạnh phúc bên bạn trai, nhưng cô chưa có ý định tái hôn. Những căn bệnh này khiến Vân Hugo gặp khó khăn về tâm lý. Tuy nhiên, cô đã vượt qua những mặc cảm bệnh tật để sống tốt đẹp hơn. Hiện tại, Vân Hugo đã có bạn trai mới và đang rất hạnh phúc với cuộc sống, nhưng chưa có ý định tái hôn. Sơn Ngọc Minh vực dậy bản thân sau lần công khai bị ung thư vòm họng. Nam ca sĩ Sơn Ngọc Minh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình sau khi rời khỏi nhóm nhạc V-Music. Đặc biệt trong chương trình Người kết nối, Sơn Ngọc Minh làm khán giả không cầm được nước mắt khi tiết lộ bị ung thư vòm họng. Hiện Sơn Ngọc Minh đang cố gắng làm việc để chữa bệnh và phụng dưỡng mẹ. Nam ca sĩ cũng không xuất hiện nhiều như trước và chọn một cuộc sống kín tiếng. Cách đây không lâu trong chương trình Khoảnh khắc cuộc đời, Sơn Ngọc Minh thổ lộ: "Tôi vượt bản thân mình lên để vượt qua được nó. Sau đó tôi thấy mọi thứ đến với tôi rất suôn sẻ. Ai cũng có khoảnh khắc của riêng họ. Cách họ vượt qua mới chứng tỏ được họ đã trưởng thành hay chưa. Vượt qua những khó khăn, đau đớn, bệnh tật cả về thể xác lẫn tâm hồn, Harry Won, Vân Hugo, Dương Mạc Anh Quân hay Sơn Ngọc Minh đã chiến thắng bệnh tật. Họ vượt qua khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ, tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực của mình." Hoa hậu Mai Phương Thúy xác nhận chuẩn bị kết hôn. Mai Phương Thúy cho biết cô và bạn trai sẽ kết hôn vào thời gian không xa. Vốn được biết đến là nàng hậu rất kín tiếng trong chuyện đời tư, nên hơn 10 năm sống trong showbiz, chưa ai biết danh tính bạn trai Mai Phương Thúy ra sao. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã thoải mái bật mí chuyện tình cảm cá nhân, hé lộ cô và bạn trai sắp lấy nhau. Theo chia sẻ của Mai Phương Thúy, bạn trai cô là người vô cùng tâm lý, luôn chiều chuộng và tôn trọng sở thích cá nhân người yêu. Giữa hai người cũng công minh về vấn đề tiền bạc, tạo cho nhau khoảng không gian riêng tư nên không hề bị gò bó. Tiền ai nấy tiêu, tiền ai nấy giữ, bạn trai đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu,
quan điểm rành mạch, không ép nhưng cũng không quá nhiều, nên em đi ngủ không bị lương tâm cắn rứt là mình đào mỏ quá, Mai Phương Thúy nói. Sau thời gian kín tiếng, cuối cùng Mai Phương Thúy cũng chịu hé lộ chuyện tình cảm. Người đẹp cho biết, cô hoạt động trong showbiz nhưng tiền bạc kiếm được đều dành đầu tư vào chứng khoán, do đó thu nhập từ chứng khoán luôn nhiều hơn lĩnh vực giải trí. Nhưng chi phí bình thường em để bạn trai em lo, dù sao cũng sắp lấy nhau, anh ấy nuôi em một chút có sao đâu. Thỉnh thoảng em cũng với anh ấy thêm tiền đầu tư, anh ấy cho thì em nhận, không thì thôi. Sau này lấy nhau cũng thành của chung, Hoa hậu Mai Phương Thúy thoải mái chia sẻ. Trước đó khi tâm sự về chuyện tình cảm, Mai Phương Thúy cũng từng bật mí cô và bạn trai đã yêu nhau lâu. Vậy nhưng thời gian cụ thể và danh tính người đàn ông này luôn là ẩn số với khán giả. Đăng hình thả thính dù không có mặt nữ chính, Hồ Quang Hiếu vẫn để lộ bằng chứng yêu lại từ đầu Bảo Anh. Mặc dù background bức ảnh đã được nam ca sĩ làm mờ đi, nhưng fan nhanh chóng nhận ra khung ảnh quen thuộc mà người tình tin đồn của anh đã quen cách đó ít giờ. Thời gian gần đây khi tin đồn Hồ Quang Hiếu Bảo Anh tái hợp râm ran, thì từng hành động của cặp đôi luôn được fan chú ý. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Con Bướm Xuân đăng tải hình ảnh trong chuyến đi xa. Nam ca sĩ ăn mặc theo phong cách bụi bặm và đính kèm một dòng trạng thái cực chất. Em muốn xem ảo thuật không? Bùm, anh thành người yêu em rồi nè. Về độ mặn trên mạng xã hội, Hồ Quang Hiếu được cho là không kém cạnh ai. Tuy nhiên lần này fan không mấy để ý mấy đến status thả thính, mà chỉ tập trung vào không gian anh đang chụp rất giống với hình ảnh một người, người mà ai cũng biết đó là ai. Chị Bảo Anh đang ở đây, Bảo Anh cũng mới up. Hình ảnh ẩm cù, khung ảnh cũng y chang nè, Hồ Quang Hiếu bị người hâm mộ tố giác đang có chuyến đi với Bảo Anh. Fan khẳng định Bảo Anh Hồ Quang Hiếu đang du lịch tại một địa điểm. Khi so sánh hình ảnh mà Bảo Anh đăng tải cách đây ít giờ thì quả thật không ai tin mắt hơn cộng đồng mạng. Đối chiếu hai bức hình mà cặp đôi đang cùng cập nhật thì background rất giống nhau. Giọng ca như lời đồn cũng nhanh chóng bị phát hiện, cùng chỗ với anh Hiếu nhé. Theo như fan dự đoán, cả hai đang có chuyến đi đến Đồng Cù, Suối Nghệ, Vũng Tàu, địa điểm check-in siêu hot dành cho giới trẻ. Đây không phải lần đầu tiên Hiếu Anh bị tung bằng chứng nói lại tình xưa. Trước đó không lâu, giọng ca Con Bướm Xuân khoe bức ảnh chụp cùng người tình bí mật. Cả hai xuất hiện trong bộ đồ ngủ khá thoải mái. Có vẻ như anh chưa muốn công khai bạn gái nên đành dùng icon mặt cười đáng yêu che đi. Hôm nay lần đầu tiên trong đời công khai vợ sắp cưới lên Facebook mà Facebook quét ảnh không xem được, buồn ghê, nam ca sĩ hài hước chia sẻ. Hình ảnh cách đây không lâu Hồ Quang Hiếu và những xét bí ẩn kia được dự đoán là Bảo Anh. Vâng, Bảo Anh đây rồi chứ còn đâu, cái vòng tình yêu trên tay nha bà con. Chúc mừng ông anh nha, còn yêu nhau thế cơ mà, yêu lại từ đầu thôi, nhìn cổ tay là biết Bảo Anh rồi, người hâm mộ thi nhau nhận định. Cổ tay và vòng tay trùng khớp là chi tiết giúp dân mạng khẳng định cô gái bí mật chính là Bảo Anh. Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt khi nam em muốn đóng cảnh giường chiếu với Sơn Tùng. Đoạn phỏng vấn nhanh nam em hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả khắp nơi và những phản ứng trái chiều. Các fan của nam ca sĩ ra sức bảo vệ thần tượng mình và không thích anh bị bất kỳ cô gái nào dùng tên tuổi để nổi tiếng. Vừa qua trên fanpage, vừa xuất hiện đoạn clip, đoạn phỏng vấn nhanh với người đẹp nam em, cũng như bao nghệ sĩ khác, cô hào hứng trả lời những câu hỏi ngắn mang tính chất hài hước và giải trí. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì quá gay gắt khi nam em không nhắc đến nam ca sĩ đình đám hàng đầu làng giải trí Việt, Sơn Tùng MTP. Cụ thể những câu hỏi như nam ca sĩ nào thích nhất, ai đẹp trai nhất, muốn đóng cảnh nóng cùng với ai, cô đều trả lời một người duy nhất chính là giọng ca Hãy Trao Cho Anh. Khi thấy mình nhắc về Sơn Tùng MTP quá nhiều thì nam em còn nói lời xin lỗi vì hiện tại tâm trí cô đang mê anh quá, chẳng thể gắn một cái tên người đàn ông nào khác. Ngay lúc này đây, các fan của nam ca sĩ phản ứng kịch liệt. Vốn dĩ Sky luôn có sức bảo vệ Sơn Tùng ở mọi ngóc ngách, họ không thích ai đụng chạm đến thần tượng của mình. Thời gian qua nam em không được lòng dư luận là mấy, nên các fan càng không thích cô nhắc đến Sơn Tùng MTP. Bên dưới đoạn clip có đến gần 10.000 bình luận mà hầu hết đều tỏ vẻ không hài lòng về người đẹp Tiền Giang với cách trả lời tưng tửng không nghiêm túc. Và cũng đếm không xuể được số lời chê bai, năn nỉ buông tha Sơn Tùng MTP. Cụ thể một số lời nhắn như, tội xếp em chị ơi, làm người ai làm vậy chị ơi, tha cho ảnh đi chị ơi. Bà có biết bà đang làm gì, nói gì không trời, trả lời không nghe được câu nào lọt lỗ tai, không phải fan mà cảm thấy thương xếp ghê. Khùng gì mà khùng dữ vậy má, tránh xa chồng tụi tôi nha. Làm ơn, có ai đuổi bà này ra khỏi thế giới showbiz giùm đi trời, chắc giận té nhiều quá.
Lỡ rớt mất cái nết ở đâu rồi không lụm lại được luôn á mấy má ơi. Có fan năn nỉ buông tha, có người chỉ trích, nhưng cũng có luôn cả bình luận lấy Thiều Bảo Trâm ra để đáp trả người đẹp. Hiện tại đoạn clip này vẫn đang lượt truyền tay nhau trên khắp các diễn đàn, chỉ sau 12 giờ đã đạt hơn 1 triệu lượt xem. Không thể phủ nhận rằng độ nhây của nam em luôn khiến mọi người chú ý, lại còn nhắc đến Sơn Tùng MTP thì còn khiến khán giả xôn xao hơn nữa. Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt, dù nam em theo cách này được chú ý, nhưng cốt lõi vẫn không có số lượng khán giả thật sự ủng hộ bước đường nghệ thuật của cô. Đây sẽ là điều đáng tiếc cho người nghệ sĩ trong quá trình hoạt động. Thanh Thảo tổ chức sinh nhật 1 tuổi hoành tráng, ngập tràn sắc hồng cho con gái cưng. Đây là buổi tiệc đầu tiên của cô công chúa tại quê nhà Việt Nam và nữ ca sĩ đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Trước khi quay trở về Mỹ thì nữ ca sĩ muốn thực hiện một buổi tiệc để con gái và những người thân thiết có thể gặp gỡ nhau. Vừa qua, Thanh Thảo tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô công chúa đầu lòng. Từ lúc chào đời đến nay, các cột mốc của bé Talia đều được thực hiện ở Mỹ, nên lần này khi có dịp, nữ ca sĩ muốn có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người thân, cùng chúc mừng tuổi mới cho cô nhóc tì. Cô cùng ekip chuẩn bị chỉnh chu từng chi tiết trước khi buổi tiệc diễn ra, nữ ca sĩ chọn tông hồng làm chủ đạo để không gian trở nên ngọt ngào và bắt mắt hơn. Em bé cũng mặc trang phục đúng với tổng thể của bữa tiệc. Mặc dù không mời đông giới nghệ sĩ vì Thanh Thảo muốn tổ chức ấm cúng theo kiểu gia đình, nhưng có một vài đồng nghiệp thân thiết vẫn có mặt để chúc mừng cô. Trong đó có Việt Hương, Cao Thái Sơn, Hiền Mai, đạo diễn Vi Mỹ, Thu Hoài và Phúc Trường. Bà ngoại cũng diện đầm lộng lẫy đến chúc mừng sinh nhật cháu cưng. Đến phần bốc đồ, bé đã làm mọi người rất thú vị khi 3 lần đều bốc trúng tai nghe bác sĩ. Bé Tania bám chặt mẹ suốt buổi tiệc, thỉnh thoảng bú sữa hay ăn bánh, nhưng mắt vẫn dõi theo không ngớt. Con trai Jackie Minh Chí diện trang phục bảnh bao hào hứng trong tiệc mừng em gái bước sang tuổi mới. Vì tổ chức gấp rút không chuẩn bị trước nên ba của bé không thể bay từ Mỹ về kịp, nhưng đích thân ba sẽ tổ chức một buổi tiệc khác cho con gái Talia vào đúng ngày 17 tháng 7 ở Mỹ. Các đồng nghiệp hào hứng khi có dịp tụ họp lại với nhau. Việt Hương thân thiết với Thanh Thảo bao lâu nay nên cô không bỏ lỡ sự kiện ý nghĩa của gia đình bạn. Mọi người đều rất hào hứng khi thỉnh thoảng mới có dịp ăn uống vui vẻ cùng nhau sau bao bụng về công việc. Sau tiệc ra mắt con gái tại Việt Nam, hai mẹ con được ca sĩ sẽ lên đường sang Mỹ để tổ chức thôi nôi bên Mỹ với sự góp mặt của rất nhiều đồng nghiệp thân thiết của Thanh Thảo. Con gái cưng chính là món quà lớn nhất của Thanh Thảo, bởi lẽ cô sinh em bé ở tuổi 41 và khiến nhiều người lo lắng. Sau 35 tuổi nhưng vẫn muốn sinh con thì phụ nữ mang thai cần phải thường xuyên gặp gỡ tư vấn cùng các bác sĩ có kinh nghiệm, chú ý chế độ ăn uống, đi đứng, dinh dưỡng và đặc biệt nhất là xét nghiệm máu, kiểm tra dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Đồng thời, chuyện làm đẹp khi mang thai, hạn chế ở mức tối thiểu, đặc biệt là nhuộm tóc, làm móng, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại.